Xin chào bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị. Như các bạn đã biết, nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng cao theo sự phát triển của xã hội. Vì thế, rất nhiều trung tâm thẩm mỹ và các dịch vụ, các loại hình thẩm mỹ ra đời để phục vụ nhu cầu này. Tuy nhiên, làm đẹp đòi hỏi nhiều yếu tố, từ tay nghề bác sĩ cho đến cơ sở vật chất, thể chất người cần phẫu thuật, cũng như các yếu tố khác. Vì vậy mà không ít trường hợp, tiền mất tật mang đã xảy ra, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ ngực, một dịch vụ được nhiều người lựa chọn. Vậy thẩm mỹ ngực như thế nào là đạt chuẩn và an toàn? Lựa chọn phương pháp nào là an toàn và hiệu quả? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần nội dung trao đổi của chuyên mục tư vấn thẩm mỹ hôm nay với bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ viện Trà Minh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Dung Trần. Dạ. Chào các bạn đọc. Đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh đã nhận lời mời để tham dự trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, có rất nhiều người mong muốn chỉnh sửa hoặc cải thiện để có một cái vòng một đầy đặn quyến rũ. Trước tiên xin bác sĩ cho biết về xu hướng phẫu thuật nâng ngực trong thời gian gần đây ạ. Thực sự là cái xu hướng phẫu thuật, nói chung là làm tăng kích cỡ vòng một trong khoảng thời gian gần đây, nói chung là mọi người đều có xu hướng là thích không phẫu thuật, chẳng hạn như tập thể dục để tăng kích cỡ vòng một, hoặc là mọi người đều mong muốn mình làm cái gì đó, chẳng hạn như tiêm filler để tăng lên, hoặc là bơm mỡ vào để không cần phải phẫu thuật. Nhưng mà thực tế là xu hướng hiện tại bây giờ đa số mọi người đều đặt túi ngực. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ đạt được cái kích cỡ mà mình mong muốn. Và thời gian gần đây thì các bạn trẻ, xu hướng các bạn trẻ, đa số là trẻ tuổi dần đều đi đặt túi ngực. Dạ. Là một bác sĩ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì theo bác sĩ, những người nào nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực ạ? Nói chung là đa số là ở nơi cơ sở của tụi mình và ở trong bệnh viện á, thì những phụ nữ sau sanh đều có nhu cầu là làm đẹp về cái vòng một. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi sinh con thì cái hình dáng cơ thể nó thay đổi, không còn đẹp nữa. Và tất cả mọi người phụ nữ đều mong muốn là mình sẽ cải thiện cái vòng một của mình sau khi sinh con. Cái thứ hai nữa là những cái bạn trẻ mà có cái vòng một mình nhỏ bẩm sinh, thì các bạn cảm thấy tự ti về cái hình dáng cơ thể của mình, thì các bạn cũng thường đi tới để tư vấn, tham khảo để đặt cải thiện vòng một. Và cái đối tượng mà cũng khá quan trọng là cái đối tượng sau những cái bệnh lý về ngực, chẳng hạn như là ung thư ngực chẳng hạn, thì những cái đối tượng đó thì cắt bỏ đi ngực, thì sau cái phẫu thuật đó thì họ cảm thấy rất mặc cảm và stress trong cuộc sống, và họ muốn cải thiện lại cái vóc dáng, đặt lại cái, phục hồi lại cái vòng một để lấy lại tự tin sau cái thời gian điều trị bệnh. Dạ. Như bác sĩ vừa chia sẻ, đó là cái những trường hợp mình nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực. Còn những trường hợp nào mình không nên thực hiện phẫu thuật này thưa bác? Sẽ là những cái trường hợp mà không nên phẫu thuật bao gồm cũng khá rộng, chẳng hạn như những người có bệnh lý về tim mạch nè, những người có bệnh lý về tiểu đường, cao huyết áp, những người bệnh lý về phổi, hay là những cái bệnh lý về thận chẳng hạn, kể cả những cái bệnh lý về miễn dịch cũng nên cân nhắc. Đấy, thì hoặc là những người mà có cơ địa dị ứng, chẳng hạn như khi mà bạn muốn đặt cái túi ngực vào thì nó là một cái chất liệu ngoại lai đặt vào cơ thể thì nó có khả năng dị ứng, chẳng hạn như bạn có cái cơ địa dị ứng về silicon thì cũng hạn chế, không được phép đặt cái đó. Như bác sĩ chia sẻ đó là hai trường hợp, còn đối với độ tuổi thì theo bác sĩ nghĩ như thế nào ạ? Độ tuổi thì đối với những cái bạn trẻ mà còn lệ thuộc vào gia đình, chưa lập gia đình thì cũng nên hỏi ý kiến của người nhà trong gia đình nhé. Hoặc là những cái bạn mà đã có gia đình thì cũng nên bàn thảo cái việc mà cải thiện vòng một với lại chồng của mình. Tại vì đôi khi mình làm đẹp để tạo niềm vui cho cuộc sống của mình, cho gia đình mình, nhưng mà khi mà làm đẹp về thì lại hai vợ chồng lại gây gổ nhau, hoặc là cảm thấy là không vui, thì cái đó là nó sẽ không đạt được cái mục đích làm đẹp của chính mình. Dạ.
Thưa bác sĩ, ngày càng có nhiều phương pháp được áp dụng vào phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực. Thì bác sĩ hãy chia sẻ về những tiến bộ trong phẫu thuật vùng ngực được đẹp và đầy đặn ạ. Thì hiện nay là cái công nghệ mà đặt thuốc thì nó cũng đạt được khá nhiều cái tiến bộ. Chẳng hạn như cách đây khoảng 10-15 năm về trước thì sẽ không có nhiều những cái hệ thống máy móc để xác định cái kích cỡ. Hoặc là bây giờ là bạn thích tư vấn thì bạn có thể tới là mọi người là một cái bác sĩ chuyên khoa, họ có sẵn những cái hệ thống máy móc để định cho bạn một cái size và đưa sẵn lên trên những cái hệ thống máy móc để xác định luôn cho bạn, bạn sẽ nên đặt cái này, nên đặt cái kia, và có hình ảnh minh họa cho bạn luôn. Hoặc là hồi xưa đơn thuần những cái tiến bộ sau này, chẳng hạn như trước đây thì chỉ là cái túi nước biển thôi, sau này là những cái hệ thống túi gel, rồi sau đó là kế đó nữa là những cái hệ thống túi gel có chip chẳng hạn, đó là và những cái hoặc là những cái túi gel mà nó định hình khi mà mình thay đổi hình dáng, khi mà mình thay đổi tư thế thì cái túi nó sẽ ra một những cái hình dáng khác nhau. Đấy. Thì hồi xưa là mình đơn thuần chỉ là mổ hở, thì sau này tất cả những cái chuyên khoa họ đều phát triển và ứng dụng lẫn nhau, dùng nội soi của những cái chuyên khoa bên ngoài đem ứng dụng vào trong thẩm mỹ, thì chúng ta lại được cái lợi là đặt những cái túi ngực đi theo những cái đường rất nhỏ, theo cái chẳng hạn như đường nách để làm nội soi chẳng hạn, thì nó sẽ gây tổn thương rất ít cầm máu và những cái đường rạch rất nhỏ, nó làm cho cái đường sẹo cải thiện nhau một của mình nó nhỏ hơn và khó phát hiện hơn. Dạ. Thưa bác sĩ, vừa qua thì có rất nhiều ca tai biến thẩm mỹ rất là nặng, ảnh hưởng đến tính mạng hoặc là khó phục hồi. Thì mời bác sĩ chia sẻ về rủi ro và tai biến trong phẫu thuật này, và những người muốn thực hiện phẫu thuật ngực thì nên lựa chọn như thế nào? Thực sự đây là một cái phẫu thuật lớn, đòi hỏi phải là được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, và đòi hỏi bạn phải đến một cái cơ sở y tế hoặc là bệnh viện mà được phép thực hiện những cái phẫu thuật này thì nó mới an toàn được. Cho nên khi mà tai biến xảy ra thì đa số trong khoảng thời gian gần đây, những cái tai biến mà xảy ra đa số những bạn đều không tuân thủ theo nguyên tắc đó. Đa số những cái phẫu thuật thực ngực thì những cái tai biến mà thường gặp, thí dụ như chảy máu chẳng hạn, chảy máu hoặc là vừa làm là chảy máu, nhiễm trùng, về lâu dài thì nó có là mất cân đối cái vùng ngực, hoặc là thậm chí là vỡ túi ngực mà bạn thường nghe. Đấy. Thì những cái tai biến đó nó sẽ được hạn chế tỷ lệ rất thấp nếu mà bạn đến cái cơ sở mà được phép làm, chẳng hạn như những cái bệnh viện chuyên khoa hoặc là những bệnh viện đa khoa mà có cái khoa thẩm mỹ và được thực hiện bởi những cái bác sĩ được đào tạo bài bản. Đấy. Đừng nghe những cái lời bạn bè giới thiệu hay là gì để đi vào những cái nơi mà chưa được cấp phép, chẳng hạn những cái spa hoặc là thẩm mỹ viện mà chưa được cấp phép để làm. Thưa bác sĩ, thì chúng ta đã nghe đến là việc là nổ túi ngực do giảm áp suất như là việc là đi trên máy bay, thì điều này có dễ xảy ra hay không, và đối với những ai thì áp dụng phương pháp này thì cần làm như thế nào để đảm bảo an toàn sau phẫu thuật ạ? Thực sự là bạn chỉ nghe đồn thổi là nó nổ trên máy bay, rồi sau khi mọi người nghe đồn thổi lại, mọi người lại chế những cái clip vui và những cái clip vui và họ dựng lên những cái clip nổ trên máy bay. Thật sự là rất khó, và những cái túi ngực này người ta đã được sử dụng rất 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 lâu năm rồi, và nếu mà cho nên là các bạn yên tâm về cái chất lượng, thứ nhất là về chất lượng, cái thứ hai nữa là khi mà thực sự là trên máy bay, với cái áp suất trên máy bay thì khi mà bay lên thì với cái áp suất cân bằng của cái máy bay, bạn có thể sinh hoạt rất bình thường rất như thế này, thì cái khả năng vỡ là không thể rồi. Chắc chắn là không thể có chuyện mà vỡ túi ngực. Nếu mà cái áp suất mà nó thay đổi như vậy thì chính chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trước, sẽ gây cho chúng ta một cái tình trạng khó thở, hoặc là gây những cái triệu chứng khi mà thay đổi áp suất. Chứ mà tới mức vỡ thì nó không thể. Cho nên là các bạn yên tâm là khi mà đặt túi ngực thì có thể đi máy bay thoải mái, không thành vấn đề.
Thưa bác sĩ, trường hợp khác mà mọi người gần đây cũng khá là quan tâm chính là việc dùng filler để tiêm vào vùng ngực. Và bác sĩ cho mọi người biết rõ hơn về các loại chất liệu và chất liệu nào hiện nay được áp dụng nhiều hơn, tiêu chí nào để mà lựa chọn chất liệu cho một ca phẫu thuật ạ? Thực sự về chuyên môn ấy, thì filler là một cái chất làm đầy, nguyên tắc nó là một cái chất làm đầy, và vẫn là các bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyến cáo là nên tiêm cái số lượng nhỏ lên những cái vùng nhỏ như là vùng mặt để cải thiện. Nó làm đầy thì có thể làm đầy những cái vùng nếp nhăn hoặc là làm đầy những cái sẹo lõm, và số lượng ít thì ok. Nhưng mà nếu mà để mà bơm một cái số lượng lớn mà làm đầy vào trong ngực, thậm chí là vào mông, thì các bác sĩ chuyên khoa không khuyến cáo điều đó. Và hiện tại có rất nhiều cái chất liệu để làm đầy, như là mọi người cứ lầm tưởng là filler sẽ làm đầy lên cái vùng ngực, nhưng mà thường bác sĩ sẽ không khuyến cáo. Nhưng mà mọi người sẽ khuyến cáo là một cái chất làm đầy khác, đó chính là mở cơ thể. Yeah. Mở cơ thể của chính bản thân mình đó. Thì thông thường nếu mà bạn cần một cái thể tích nhỏ chẳng hạn, thì có thể lấy mỡ bụng hay đùi để bơm lên ngực để làm đầy những cái vùng khuyết nhỏ trên vùng ngực. Nhưng mà nếu mà với một cái lượng lớn thì các bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyến cáo nên đặt túi ngực. Bởi vì cái túi ngực thì nó sẽ đạt được cái kích cỡ và cái kích thước mà mình mong đợi. Và khi mà bạn đặt lên như vậy nó lại an toàn hơn. Nó không giống như filler, nếu mà mình chích cái số lượng quá lớn thì nó gây rất nhiều biến chứng. Dạ, bác sĩ vừa chia sẻ về các loại chất liệu cũng như là đặc biệt đó là chất liệu về tiêm filler. Còn đối với tiêu chí để lựa chọn chất liệu cho phẫu thuật thì theo bác sĩ chia sẻ như thế nào ạ? Nếu mà bạn có cái nhu cầu là tôi chỉ thích là làm sinh lý, không có muốn đặt cái gì hết, thì bạn nên cấy mở vào. Thì hiển nhiên cấy mở nó cũng sẽ có một số bất lợi mà chúng ta sẽ nói về sau. Nhưng mà đó là cái thứ hai nữa là cái chỉ định đôi khi cái cơ thể của bạn nó không có hấp thu mỡ, và cái cơ thể mình tiêu mỡ nhanh, nhiều khi mình cấy vào nó không sống thì lúc đó vẫn phải đặt túi ngực, vẫn là cái chỉ định kế đó. Cái nữa là về chất liệu thì về những cái tiêu chí bạn có thể lựa chọn những cái thương hiệu về túi ngực đấy, hoặc là những cái túi ngực mà sẽ phải được cấp phép. Ví dụ như mình ở Việt Nam thì chắc chắn bạn có thể xài những cái túi của Mỹ, châu Âu, nhưng mà đều phải được cấp phép của Bộ Y tế. Thì Bộ Y tế được phép lưu hành thì mình sẽ đặt vào trong cơ thể. Dạ, cũng nói về phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực thì gần đây mọi người lại khá là quan tâm với những cái câu nói hoặc là những quảng cáo như là không cần nghỉ dưỡng và không có sử dụng dao kéo. Thì bác sĩ hãy chia sẻ rõ hơn về điều này ạ. Thật sự mọi người nói là không nghỉ dưỡng hay không dao kéo thì điều nói tới cái xu hướng là phẫu thuật không phẫu thuật, có nghĩa là không có đặt túi ngực vào trong cái cơ thể, ví dụ như cấy mở hoặc là cấy filler. Nhưng mà cấy filler thì các bác sĩ chuyên khoa đã không khuyến cáo rồi. Còn cấy mở thực sự là bạn phải lấy mở số lượng lớn, bạn phải hút mở và bạn phải cấy vào trong ngực, thì nó cũng là một cái phẫu thuật đòi hỏi phải thực hiện ở một cái cơ sở chuyên khoa, chứ không phải là thực hiện ở những cái nơi mà như bạn nhìn ra đã trên quảng cáo là không phải nghỉ dưỡng không gì đó. Thực sự là vẫn phải nghỉ dưỡng, nhưng khoảng thời gian nghỉ dưỡng nó phải ngắn hơn là bạn đi đặt túi ngực, bởi vì đặt túi ngực nó là một cái phẫu thuật lớn hơn rất nhiều. Thì mọi người cũng quan tâm thêm vấn đề là sau khi mình thực hiện phẫu thuật xong thì có những cái tiêu chí yếu tố nào để mình đánh giá là cuộc phẫu thuật đó thành công ạ? Thực sự tiêu chí đánh giá, tất cả các tiêu chí nó đều không quan trọng bằng cái sự hài lòng. Thí dụ như bạn làm ra một cái tác phẩm mà khách hàng của bạn hài lòng là ok. Nhưng mà dĩ nhiên hài lòng nó dựa trên, nếu mà xét về hài lòng thì nó dựa vào trên các tiêu chí, ví dụ kích cỡ phù hợp với dáng của cơ thể, hoặc là hình dáng và độ mềm mại. Thì tất cả những cái đó nó sẽ phối hợp lại, nó làm cho khách hàng của bạn hài lòng hay không. Thông thường một cái phẫu thuật để đòi hỏi mà phục hồi hoàn toàn thì nó khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng. Và một cái phẫu thuật ngực là một cái phẫu thuật đại phẫu lớn, thì để cho bạn cảm giác không còn một cái vật thể lạ trong cơ thể á, thì
Thì sau 6 tháng thì tất cả nó sẽ mềm mại và nó đạt được cái dáng mà mình mong muốn. Dạ. Chúng ta vừa nói về cái quan điểm là đánh giá để mình xem là một cuộc phẫu thuật đó thành công. Còn đối với về lâu về dài á, thì sau khi phẫu thuật người thực hiện nên có chế độ chăm sóc như thế nào để mình có một cái vòng một thật đẹp, đầy đặn và nó lại an toàn để sử dụng sau này? Sau phẫu thuật 6 tháng cho tới 1 năm, thông thường là khoảng 1 năm, thì cứ mỗi năm là bạn phải đi siêu âm định kỳ, nên đi siêu âm định kỳ. Và đặc biệt của cái phẫu thuật ngực sau này thì đa số các bác sĩ đều đặt dưới cơ và đi những cái đường mà ít tổn thương tới tuyến, chẳng hạn đường nách hoặc là đường nếp, thì bạn có thể sinh con bình thường và bạn cứ có thể kiểm tra sức khỏe về cái vùng ngực bình thường, về u bú, bạn có thể siêu âm, bạn có thể chụp X quang hoặc là bạn có thể chụp nhũ ảnh để tầm soát những cái bệnh lý về ngực như là một cái người phụ nữ bình thường. Cho nên là để an toàn thì vẫn khuyến cáo là cứ mỗi năm các bạn nên đi siêu âm một lần. Siêu âm là cái tối thiểu, nên thực hiện mỗi năm một lần. Còn những cái nhũ ảnh hay là gì đó thì nếu mà bạn có điều kiện làm thì càng tốt. Dạ. Theo khuyến cáo của FDA Mỹ á, thì khoảng tầm 10 đến 12 năm bạn nên thay túi một lần. Thì dạ, cái đó là cái an toàn nhất, bởi vì túi ngực thì nó được bọc bởi một cái vỏ bao bằng cái silicon dày, nó và phía trong nó là dung dịch silicon, có thể là dung silicon lỏng hoặc là silicon cohesive gel, và nó là một dạng cohesive gel thì nó cũng sẽ có cái mức độ rồi nhất định theo nghiên cứu về lâu dài đó. Thì FDA của Mỹ vẫn khuyến cáo là khoảng 10 đến 12 năm bạn nên thay túi một lần. Tin hẳn là khi mà mong muốn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực thì ai cũng muốn là mình sẽ sở hữu một ca phẫu thuật thành công, vòng một thật là đầy đặn quyến rũ. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nó không được như mong muốn hoặc là cần phải thực hiện lại khi mà không thành công, thì mình có cái cách nào hoặc là có những cái khuyến cáo nào từ bác sĩ không ạ? Thật sự là tất cả nó đều không phải là giống như là khoa học ha. Thì lúc nào nó cũng trên cái đường đi, nó cũng sẽ có những cái mình sẽ gặp những cái nó bất trắc chút xíu, chẳng hạn như là về đặt túi ngực mà có thể là nó sẽ lệch túi chẳng hạn, hoặc là bị bâu sơ, hoặc là thậm chí là vỡ túi. Thì khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa là bạn cũng nên tái khám định kỳ, chẳng hạn như khi mà đặt một cái túi ngực vào á, thì bạn cũng nên tái khám 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Yeah. Thì ba cái tái khám đó vẫn là cái mà nó quyết định là thí dụ có bất cứ vấn đề gì thì bác sĩ sẽ xử lý sớm. Thì sau này thì nó sẽ nếu mà có vấn đề gì nó sẽ không có gây cái hậu quả nghiêm trọng cho mình. Thì nếu mà dạng chẳng hạn như để xảy ra những cái biến chứng không mong muốn, chẳng hạn như di lệch, thì mình bắt buộc mình phải chỉnh lại, hoặc là cái đó là nhẹ nhất là mình phải chỉnh lại. Cái thứ hai nữa là có thể là gây ra một cái tình trạng mà bạn thường gặp đó, thường nghe nói tới, đó là cái tình trạng co bao sơ. Đó là một cái tình trạng mà cái ngực mình phản ứng với cái bao túi ngực, nó gây một cái tình trạng co thắt và cái ngực nó sẽ không mềm nữa. Không mềm thì nó lại nằm ở trong cái tiêu chí đánh giá cái ngực đẹp. Cái ngực đẹp nó phải có một cái hình dáng nó phù hợp, dáng nó đẹp và bắt buộc nó phải mềm. Yeah. Đó thì nó gây cái tình trạng co bao sơ, thì mình bắt buộc mình phải phẫu thuật, mình tách ra bao sơ và mình thay một cái túi mới chẳng hạn. Và cuối cùng là cái tình trạng vỡ túi thì nó rất hiếm. Bạn nghe như vậy nhưng mà thực sự là cái tỷ lệ vỡ túi cực kỳ hiếm. Cho nên vẫn khuyến cáo bạn siêu âm định kỳ. Siêu âm định kỳ thì khi mà bạn có bất cứ cái gì mà nó mình cảm thấy nó bất thường cơ thể, mình đi siêu âm xong rồi mình báo với lại cái bác sĩ chuyên khoa của mình, thì họ sẽ khám và họ xác định vấn đề nó là cái gì và mình xử lý sớm. Và tất cả đều phải được xử lý bởi bác sĩ chuyên khoa và ở bệnh viện chuyên khoa về thẩm mỹ. Thưa bác sĩ, là một bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm và tiếp xúc cũng khá là nhiều bệnh nhân, thì bác sĩ hãy chia sẻ về những cái thay đổi tích cực hơn đối với những cái người mà thực hiện phẫu thuật thành công ạ. Đúng rồi. Thì mục đích của những người đi phẫu thuật thì đều là
điều mong muốn là sẽ có một cái kết quả đẹp. Và đa số khi mà thành công, khi khách hàng bạn vui, bạn cũng sẽ vui theo. Cái đó là cái chắc chắn. Và đa số mọi người đi đến mục đích là để bớt bỏ cái tự ti. Nhất là những cái bạn gái trẻ mà có cái ngực nhỏ bẩm sinh rất tự ti, không dám bận đồ. Và khi mà bạn lấy lại được vẻ tự tin thì bạn sẽ yêu đời hơn, vui hơn, bạn sẽ cởi mở hơn rất mọi người với mọi người, rồi cộng với lại công việc đồ này nọ nó cũng sẽ cảm thấy là nó ok hơn. Rồi kế đó là những cái bà mẹ sau sinh con sẽ sau sinh con stress chứ, tự nhiên mình đang xinh đẹp vì sinh con ra thì nó xấu, thì khi đó mình cải thiện được vóc dáng làm có thể là vui hơn. Và người phụ nữ trong gia đình mà vui thì lúc nào cái gia đình nó cũng đầy tiếng cười và nó đem lại hạnh phúc ok hơn. Kế nữa là những cái đối tượng về bệnh lý chẳng hạn, họ stress một cái khoảng thời gian rất dài, nhất là những cái bệnh nhân mà bị ung thư, họ stress một thời gian dài điều trị rụng da rụng tóc rồi bây giờ lại không có ngực nữa, thì khi mà lấy lại cái vóc dáng bận đồ đeo đẹp thì cũng giúp họ tự tin hơn, yêu đời hơn. Thưa bác sĩ, thì thời gian gần đây là cũng có không ít cái trường hợp là thực hiện phẫu thuật quá đà, tức là mình thực hiện cái vòng 1 nó có hơi lố so với cái phần kích thước mà mình nghĩ là nó đã đạt, thì theo bác sĩ nhận định về việc này như thế nào? Thực sự là với mình là do quan niệm của mỗi người thôi. Ví dụ như bạn thích tự nhiên, là có cái bạn này thì họ lại thích lại to hơn, và đó là cái quan niệm. Ví dụ như quan niệm giữa châu Á với châu Âu nó cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như người châu Á thì họ thích vừa phải, nhưng mà vẫn có những người châu Á lại thích phong cách châu Âu là nó sẽ quá đà. Nhưng mà thực sự là đa số mọi người đều thích là cái nó phù hợp với cái dáng của mình hơn. Và những cái trường hợp ngoại lệ bạn thấy họ làm quá đà, đôi khi họ thích, mình không thích nhưng mà họ thích, đó là những cái trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà đa số mọi người đều thích là nó tự nhiên phù hợp với cơ thể. Còn đối với những cái người mà thích quá đà thì bác sĩ chuyên khoa vẫn khuyến cáo là bạn không nên làm quá. Tại sao? Tại vì làm nó cũng phải dựa vào cái chiều cao cơ thể, kích thước của lồng ngực và cái số lượng da bạn có. Ví dụ bạn có rất ít da mà bạn đặt vào cái túi rất to thì nó sẽ không mềm mại, và khi mà nó không mềm mại thì nó sẽ không có đạt được một cái tiêu chuẩn của cái ngực đẹp. Thì đôi khi bạn thích là một cái câu chuyện, nhưng mà để đạt được cái kết quả đẹp hay không nó lại là một cái câu chuyện khác. Và đôi khi thực sự đẹp thì nó nằm trong cái ánh nhìn của mỗi người. Đôi khi tôi thích nó to thì nó đẹp, tôi thích nó ấy, nhưng mà làm to làm nhỏ gì, cái tiên quyết đầu tiên phải là an toàn. Đấy, cho nên nó là đối với những cái bạn mà làm quá đà vẫn phải theo những cái tiêu chí về da, về kích cỡ cơ thể là điều vẫn là cái khuyến cáo tốt nhất. Nãy giờ thì bác sĩ có chia sẻ về vấn đề đó là thay đổi về tâm lý, có thể là hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, cảm thấy tự tin hơn khi mà mình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Và khi mà mình thực hiện phẫu thuật trên ngực như vậy thì sẽ tác động lên sức khỏe như thế nào thưa bác? Thực sự là khi mà bạn đặt một cái vật lạ vào cơ thể thì khoảng thời gian đầu rất khó chịu. Thì nó sẽ ảnh hưởng, nó gây cho bạn khó, có thể khoảng thời gian đầu nó sẽ gây cho bạn rất khó thở hay là nặng ngực, nhưng mà tất cả nó sẽ đều sẽ trải qua và nó sẽ thích nghi dần khoảng tầm 3 đến 6 tháng. Đấy. Thì sau một cái khoảng thời gian đó mà nếu mà cái cơ thể của bạn vẫn không thích ứng và bạn vẫn cảm thấy nó khó chịu thì đó lại là một cái vấn đề khác. Khi mà bạn sau 6 tháng mà bạn vẫn không cảm thấy mà nó thích nghi với lại cái ngực thì thực sự là bạn không có phù hợp để đặt túi ngực. Đó, nếu mà bạn không phù hợp thì bạn nên lấy ra, bởi vì cái khi mình đặt vào để mình cảm thấy nó thoải mái, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng mà khi mà bạn đặt vào bạn không cảm thấy nó không hoàn toàn, nó không kích ứng với cơ thể mình cảm thấy nặng nề, mình cảm thấy khó thở, thì đó là cái dấu hiệu là cảnh báo cho bạn biết là nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.
Còn thực tế là đa số mọi người, gần như 99% mọi người đặt vào đều thích nghi dần sau 3 đến 6 tháng. Đấy. Cho nên sau khi đặt bạn sẽ cảm thấy nó khó chịu, nhưng mà bạn hãy đợi khoảng tầm thời gian khoảng tầm 3 đến 6 tháng nó sẽ thích nghi dần. Và lúc đó bạn sẽ không còn cảm thấy nó là một cái vật thể lạ nằm trên cơ thể nữa. Yeah. À, thì thông thường là sau khi mà đặt túi ngực thì bạn có thể cho con bú bình thường. Đó là một cái tiến bộ của sau này. Tại vì mình sẽ đặt dưới cơ, sau này tất cả các bác sĩ chuyên khoa đều đặt cái túi ngực nằm dưới cơ, tránh cái tuyến ra để có thể là cho con bú bình thường. Yeah. À, thì còn trong những cái trường hợp mà đặt túi ngực quá to chẳng hạn, thì thật sự là nếu mà nó to quá mà bạn cảm thấy không có thích, mình cảm thấy không có thích ứng khi nào, khi mà tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, đau vai, đau lưng, thì đó là cái biểu hiện chung của những cái người ngực quá to. Thì lúc đó, đó là những cái dấu hiệu cảnh báo mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể mình, thì mình cũng phải tới bác sĩ chuyên khoa để tư vấn thêm, rồi cân nhắc có nên giữ hay hạ xe túi hoặc là rút túi ra. Đó là cái vấn đề của cái túi ngực. Cảm ơn bác sĩ đã tham dự chương trình cũng như là chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích đến với bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị. Thưa bạn đọc, đã có quá nhiều ca tai biến liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ xảy ra ở cả cơ sở thẩm mỹ có phép hoặc là không phép. Vì vậy mà việc lựa chọn địa điểm phẫu thuật thẩm mỹ uy tín luôn là điều cần phải tiên quyết và cũng cần tìm hiểu trước khi thực hiện một ca phẫu thuật. Quan trọng nữa cũng chính là cái khâu tự tìm hiểu, lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Hy vọng rằng quý vị có lựa chọn tốt nhất và sẽ có vòng một đầy đặn, quyến rũ, đó tự tin hơn và thành công hơn trong cuộc sống. Và một lần nữa thì Ngọc Dung cùng với bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh xin chào và hẹn gặp lại.